Chào quý bà con cô bác anh chị nha. Thì hôm nay là Thảo đang có mặt ở trên Thiên Cấm Sơn, tức là núi Cấm quý bà con. Thì hôm nay là chuyển tượng Phật Dương lên trên ở Dầu Cấm quý bà con cô bác anh chị. Thì anh em hiện tại là đang vận chuyển lên, đi xe tải lên ở phía cái đường lớn, qua bên cái đường nhỏ là đi xe nhỏ kéo lên. Thì nhờ anh em rất là đông kéo tượng Phật lên, thì tượng Phật rất là nặng quý bà con cô bác anh chị. Thì mời tất cả bà con cô bác anh chị cùng xem video của Thảo. Thì hôm nay thì hơi bị nghẹt mũi với bà con cô bác anh chị, thì cô bác thông cảm nha. Đang chuyển qua xe nhỏ với bà con cô bác anh chị. Để bốn cháu vận chuyển qua xe nhỏ với bà con. Chịu cái cây lại nha. Nha, một. Đây là tượng Phật Dương quý bà con của bác. Ủa vậy là của tao nội ơi, vậy mình đâu. Hiện tại là đang lên trên Dầu Cấm. Em đóng cây nè. Ở Thiên Cấm Sơn. Chuyển xe lên như thế này mọi người, tại vì không có đi xe tải lên được, cái đường nó rất là nhỏ, anh em chuyển lên ở trên Dầu Cấm rất là đông. Đây là tượng Phật Dương, cái này là một mét ngoài, nặng khá là nặng luôn nha mọi người. Bữa nay là Thảo hơi cảm mà, cho nên hơi nghẹt mũi, mọi người thông cảm nha. Cá này là cá là nặng luôn quý bà con. Nặng lắm à, nặng lắm á. Miếng mốt để luôn rồi hả? Bây giờ trả ra nhưng mà cá chịu thế rồi. Qua đây luôn nè. Đâu có ấy đâu. Nè, hàng lên xe đúng rồi, đậu một chút. Ai rút đi, ai rút đi, ai rút đi. Để xuống gì nó không lắc nè, để mút lên lắc. Rồi kéo qua cho xe qua đi. Qua đây chút nè. Qua đây chút nè. Lên qua đây có chừng 5 thân thôi đi. Qua bên phải, qua bên phải. Chạy từ đâu? Qua đây nè. Muốn cạo là chùm lên trên đây nè. Cái này nè. Không cạo được cho nó gãy mấy ngày. Ừ. Đó. Đó. Rồi ông không tới không cạo được, cái xe tôi đủ nhấn ra. Cho tôi nhấn ra được không? Rồi, vẫn rồi. Tượng Phật Dương quý bà con. Cao 1m2. Nặng là 700 kg mọi người. Gần 1 tấn cá này nặng mọi người. Hiện tại là cũng như là đang vận chuyển lên trển đó, lên trên Dầu Cấm. Rồi khi nào một chút xíu nữa là sẽ tháo ra. Tượng Phật Dương rất là đẹp.
Ông này ông bài không. Đó, đó, không buổi sáng luôn buổi sáng này mới vậy là cái xe này mình chạy cái tành 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 lên như vậy đó ha. Từ từ lấy gai. Qua vô cái này chắc mà chắc. Nè, buộc con buộc đi. Để mình quay sơ sơ cho bà con xem đây. Đây. À, tại vì hiện tại là đang vận chuyển lên cho nên thì cũng quấn bọc lại cho an toàn. Khi mà khi một hồi là gần lên trên dù cấm là sẽ vận chuyển lên, khi lên tới trên điện là mở ra rất là đẹp luôn bà con. Nãy giờ xe tao qua xe gặp nó lên đó. Anh đợi người ta gọi. Nó kia chưa lên, tôi tưởng nó chưa qua, nó chưa lên nó. Lên không à. Không có xuống. Mình thủ trước chứ. Có cột trước kéo lên được. Xe này bò qua nó ra từ từ. Thế này mà mình có hai khúc cây á. Mình để vậy. Thủ lực nổi đâu nơi. Hả? Dây cỡ đó sao tụt nổi. À, mình sợ có cây đấy. Mình đi chạy rồi mình đi. Yeah. Vậy là đi xe này vận chuyển từ từ, chạy từ từ lên bà con. Tại vì cái đường đi qua bên trên dầu cấm á, nó có khó khăn hơn là cái đường lớn mà đi lên trên Phật Di Lặc. Tại vì ở bên dầu cấm thì ít có ai đi mọi người. Hiện tại là vẫn đang vận chuyển nha, lên trên dù cấm tượng Phật Dương. Thì bây giờ là chuẩn bị đi qua bển, thì khi mà lên dốc hoặc xuống dốc thì anh em sẽ ngừng lại tiếp. Cũng mong là hoàn thành trong ngày hôm nay luôn. Dốc nha mọi người, thấy cao à bà con. Ở đây là chỉ là đại khái thôi, còn qua ở bên cái gần tới dù cấm còn cao hơn nữa mọi người. Đây thì cũng mong được ơn trên phù hộ sẽ đi đến nơi luôn với bà con của bác anh chị. Đây thì Thảo đang đứng ở xa đã quay cho bà con xem đây cái đường lên dốc nè mọi người. Đó. Rất là gian nan luôn nha mọi người. Thì nếu mình tin tưởng trời Phật, tin tưởng ơn trên thì ơn trên sẽ phù hộ và giúp đỡ và gia hộ cho chúng ta. Đây anh em lên. Đó bà con, chỉ là cái dốc đại khái đơn sơ ở đây thôi, vừa mới đi thôi. Đó. Còn đi qua bên kia nó dốc còn cao nữa mọi người. Tại vì Thảo đã có qua ở bên dù cấm vài lần rồi. Đó mọi người. Rồi. Đó quý bà con, cô bác, anh chị. Bây giờ là mình sẽ đi lên tiếp tục quay cho bà con xem. Ở đây những cái lúc mà lên dốc thì anh em chạy, anh em sẽ ngừng lại, anh em sẽ ngừng lại rồi tiếp
tiếp ông tài xế đưa đường Bạc Dương lên từ từ nha mọi người. Ở đây thì cái dốc ở đây thì nó cũng ít, không có sao, còn những cái dốc rất là cao bà con. Dạ tượng Phật Dương. Xe ôm ở trên này chở bà con khách hành hương rất là đông. Ngày 14, 15 với những ngày mà rằm với bà con, với 28, 29 rồi đó thì cũng rất là đông. Bây giờ là tiếp tục di chuyển tượng Phật Dương đi lên nữa quý bà con. Những lúc lên dốc như thế này thì anh em xe ôm cũng như là ở trên núi này sẽ hỗ trợ tiếp cho tài xế quý bà con. Rất là khó khăn luôn nha mọi người. Đây là cũng như là những tấm lòng lòng thành của các vị Phật tử, bà con cô bác phương xa trong và ngoài nước mà đã ủng hộ và giúp hoàn thành tượng Phật Dương. Thế này là công đức rất là vô lượng luôn mọi người. Đây hiện tại là đang lên dốc, ở đây là dốc cũng ít, cũng không có cao mọi người. Khi mà đi qua ở bên Dù Cấm, gần tới Dù Cấm là đường nó nhỏ và dốc nó cao hơn ở đây rất là nhiều. Hiện tại là bị trứng là giặt ở đây quý bà con, chỗ này phía trên đầy nha quý bà con. Anh em vận chuyển rất là khó khăn, cũng mong được ở trên phù hộ đi đến nơi. Từ từ thôi nha. Từ từ lên. Lấy cái. Từ từ. Rồi khúc này nó đỡ rồi nè, có nãy khúc ở dưới á. Rồi từ từ khoan. Kéo rồi. Đẩy
đẩy cái dây sườn thôi, đẩy dây sườn thôi, đẩy dây sườn lên được. Rồi anh em lên đây kéo lên anh em ơi. Rồi đẩy cái cọng sườn đó là được rồi. Từ từ. Anh em cũng đang cố gắng, dốc này là cao lắm bà con, đây rất là cao, mong trời Phật ơn trên cha mẹ phù hộ gia độ và chứng giám lòng thành của quý bà con Phật tử và chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Lên bà con ơi. Lên. Lên. Ủa, đứa rồi. Ủa, ta kéo gì mày đưa cái dạ vô đó mày kéo rồi.
bấm ra ngoài. Quá cực khổ, quá gian nan, mong được ơn trên chứng giám với bà con. Ở dưới đi lên là toàn là dốc không nha mọi người, dốc không à, đi lên không các bà con. Hiện tại là chút xíu là sẽ đi lên phía trên đó. Nghỉ một chút xíu đi, từ từ rồi cũng tới à. Ngồi trên xe có mệt gì đâu. Ngồi trên xe đâu mệt gì đâu không tài xế. Ông gì ông nói gà kéo như trâu vậy. Kéo như trâu vậy. Anh em là khoảng 20 người đó mọi người. Tiếp lên đó chứ chừng 10 người hay là vài người là không nổi thôi. 20 người mà cũng muốn hụt hơi mọi người. Đó một vài chút xíu là sẽ đi lên ở phía trên đó, một đoạn trên đó nữa là rồi đó mọi người. Rồi còn khiêng lên ở trên dầu cắm nữa, khiêng lên trên điện nữa, tại vì nó không phải cái đường như thế này, nó nấc thang đó mọi người, nó nấc thang. Có gọng dây bà con, thì quấn gọng dây lại với cái cây đó, anh em ăn cho chụp cái cây trên nó dễ, cái đòn tay đang kéo. Cái mâm cầu ha, trên bản trên núi lúc nào mấy cây đều có cái bản Nam Mô A Di Đà Phật mọi người. Suối nè anh em ơi, nãy giờ khoảng nửa đoạn đường chưa ta, hả sẽ quên, nãy giờ khoảng nửa đoạn đường chưa, khoảng nữa rồi đó hả. Thì khỏe rồi đó. Chưa tới chỗ. Thì nào khiêng lên để trên mới khỏe. Tới chỗ mới khỏe hả? Để trên mới khỏe. Chưa khỏe nổi. Cái này không có lắp cái đổ ngay cái nó đúng ha. Dạ. Thảo 1990. Dạ. Dạ cảm ơn ha. Hồi nãy dướng ngay cái nhặt ngày giặt này ngay chỗ gì thôi á, chứ đâu có bị gì đâu. Ông chú không sợ đứt dây quá. Bà con uống nước đi, chuẩn bị kéo. Ai vô nhảy dây nè. Ừ, có ai uống suối không? Đi. Bắt phòng kéo nè, bỏ cửa rồi. Cái này chưa người ta mệt. Rồi này. À, Thảo sẽ đi lên phía trên để quay toàn cảnh xuống cho bà con xem. Ở xung quanh đây thì người ta trồng su á mọi người. Thì khi mà Thảo đi tham quan thì Thảo thấy là trồng su, quýt, thường thường su với quýt là nhiều.
với măng tông. Măng tông quý bà con. Đây, đứng ở phía trên, quay xuống cho bà con xem đây. Đó, dốc rất là cao. Chí Thiện đứng đầu nha, cầm dây đứng đầu luôn bà con. Con của gia đình nhà Táo hôm nay đi theo Thảo chơi mọi người. Đó, từ từ. Xin nhắc lại với quý bà con, tượng Phật 700 kg, cao 1m2, đá nguyên khối nha quý bà con, đá nguyên khối luôn, 700 kg, cao 1m2. Giờ này là khoảng 7 giờ, từ lúc mà cái clip đầu á Thảo quay á là 6 giờ sáng như ngoài là tượng Phật lên trên núi, tới gần chùa Phật nhỏ. Bây giờ là đi lên nửa đoạn đường rồi, khoảng 7 giờ 7 giờ ngoài đó mọi người. Còn dốc cuối cùng hả? Chú Quỳnh, dốc cuối cùng phải không? Còn một dốc cuối cùng nữa quý bà con, cô bác, anh chị. Rồi thêm một đoạn nữa là đi nấc thang khiêng Phật Dương lên trên điện. Anh em đang nghỉ mệt mọi người. Quý bà con, cô bác, anh chị, đây là dốc cao cuối cùng. Một đoạn này là khá là cao. Chí Thiện bữa nay tiếp anh em luôn mọi người, tiếp các chú luôn rồi. Khoảng 20 người. Cố lên bà con ơi, còn con dốc cuối cùng nữa à. Cố lên bà con ơi, kéo tiếp luôn, chú Thảo sẽ kéo tiếp. Chút xíu, chú Hiếu chạy rồi sao vô số hả? Nó cứ ngắt tới giờ. Lên. Ông ngoài xe. Ho luôn rồi. Quỷ ho luôn rồi. Cúm giò. Chút nó hết rồi. Quý lên tới giấc ngồi. Tới rồi, lên tới nó chút xíu nữa hết rồi. Còn lên nắp thang, còn lên nắp thang.
hiện tại anh em bây giờ là cũng khá là mệt. Đúng rồi con. Hết gần đó thì ăn đi. Như đó là quýt cái gì đó. Quýt, quýt, quýt. Quá, cây có đống nữa bẻ cây gì nè. Quýt nó bao là chắc xịt thuốc đó nha. Ừ. Rồi giờ nè. Còn gánh lên cái nữa. Lên tới cái điểm luôn mới là coi. Ừ. Sao mình rồi cho cái này thôi. Ông nói một hồi sao mà chạy xe ôm sao hồi mà đạp số được. Chứng ngắt thì đưa dò xuống gì thôi.